Xin chào tất cả mọi người, và trên tay mình đây là một chiếc máy rất là đẹp đúng không? Đó chính là chiếc Vsmart Joy 2 cộng. Thì hôm trước mình đã có một video mở hộp cái sản phẩm này rồi. Nói chung là với cái mức giá mà 1.8 triệu á, thì những cái trải nghiệm của nó đều rất là tốt luôn. Và hôm nay mình sẽ test game nha. Ở đây mình sẽ test 3 tựa game nè: Liên Quân, Free Fire và Bước Di nha. Đầu tiên thì mình sẽ đến với cái điểm mà anh Tutu 89.000 điểm, với điểm CPU là 38.000 nha, và điểm GPU là 9.200 thôi. Ở đây á, không biết các bạn nào thắc mắc á, là tại sao mình lại để cái mà speed test nè nằm ở ngay đây hay không. Vấn đề là do mình đã trải nghiệm qua rồi, thì cái bắt sóng của chiếc điện thoại này nó có một tí vấn đề nha. Thì ở đầu video này thì mình sẽ nói và giải thích cho mọi người luôn. Và đây chính là cái mạng mình đang kết nối nha, Lamda Studio nè. Thì chiếc điện thoại này nó sẽ không có kết nối wifi băng tầng 5G nha. Đầu tiên thì mình sẽ chạy thử cho mọi người xem nha. Và cái tốc độ download mình đo được là 21.8 và upload là 31.1 nha. Mình cũng đã tìm hết nhà rồi một chiếc điện thoại cùi bắp nhất, thì đó chính là chiếc Redmi 4X nha. Chiếc điện thoại này mua chắc cũng đã hơn 2 năm rồi, mà nó lại là một chiếc điện thoại giá rẻ nữa. Mình cũng vào cái phần mềm speed test nè. Bây giờ mình sẽ chạy và so sánh thử cho mọi người xem nha. Ở đây thì mình không dám lấy những cái điện thoại mà xịn sò hơn, bởi vì mình sợ rằng các bạn nói là điện thoại xịn là bắt sóng tốt hơn đồ này nọ, cho nên mình đã lục một chiếc điện thoại cùi bắp nhất. Thì cái tốc độ ở đây download là 40 nè, và upload là 46 nè. Cái tốc độ download nó gần gấp đôi cái chiếc mà Vsmart Joy 2 cộng này. Mình sẽ chạy lại thử một lần nữa cho mọi người xem nha. Đó, ở đây mình sẽ chạy lại chiếc mà Vsmart Joy 2 cộng nè. Đây là chiếc Redmi 4X, thì cái mặt lưng của nó là kim loại nha, ở trên dưới là nhựa nè. Còn với chiếc mà Vsmart Joy 2 cộng này á, thì nguyên cái mặt lưng nó là nhựa luôn. Đáng lý nhựa, full nhựa thì nó phải bắt sóng tốt hơn rồi, nhưng mà sự thật nó lại bắt sóng kém hơn nha. Tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem ở trong quá trình mà mình trải nghiệm trò Liên Quân nha. Đó, thì các bạn đã thấy nè, bây giờ nó đã còn khoảng một nửa thôi, một nửa so với lại chiếc Redmi 4X này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với tựa game đầu tiên nha, đó chính là Liên Quân. Trước tiên thì mình sẽ tắt hết trước nè. Đó, mình tắt hết nha. Rồi, vào tựa game Liên Quân thôi. Rồi, và mình đã vào được game rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái phần setting cho mọi người xem nha. Ở đây chất lượng chi tiết hình ảnh á, thì mình không bật lên được HD. Còn những cái còn lại như là chất lượng chi tiết và độ phân giải mình vẫn bật lên được mát nha. Nhưng mà ở chiếc điện thoại này thì mình đã test cái cấu hình này rồi. Nói chung là cảm giác, cái trải nghiệm của mình á, nó không được mượt. Cho nên bây giờ mình sẽ hạ xuống nha. Độ phân giải HD thì mình bật là cao thôi. Còn chất lượng hình ảnh á, thì mình bật là thấp nè. Độ chi tiết thì bật lên một nấc luôn đi. Nói chung là ba cái, mỗi cái mình sẽ bật lên một nấc nha. Rồi, và bây giờ thì đấu thường thôi. Và ván game của mình đã bắt đầu rồi. Thì các bạn có thể thấy được á, là cái tình trạng mà cái mạng nè, nó nhảy thường xuyên lắc luôn. Đỏ 117 luôn kìa, đỏ, đỏ chét luôn. Lộn vàng khè, chưa đỏ, xíu nữa mới đỏ. Và nếu như mà mình không test cái đoạn đầu á, thì nhiều bạn lại, nhiều bạn mà fan á, lại nhảy vào kêu là do mạng mình lắc đồ này nọ. Ở đây thì mình cũng đã tham khảo một vài kênh khác rồi. Thì những kênh đó, video test game Liên Quân á, thì cũng gặp tình trạng tương tự luôn. Nó nhảy lên 90 mấy, rồi lên 60 kìa. Đánh rất là khó chịu luôn. Đó, 100 mấy. Và với cái mức setting này thì các bạn có thể thấy rồi. Đây nè, một cái pha combat thì cũng không lớn lắm, nhưng mà nó vẫn giữ ở mức là 29-30 nha. Còn ở trường hợp mà bật max setting á, thì mình cũng đã thử một ván rồi. Trời, biên đỏ luôn rồi kìa. Đó, rất là khó chịu luôn. Mình cũng đã thử một ván rồi, thì FPS nó không được ổn định lắm. Nó tụt xuống khoảng 20 mấy nè. Khoảng 22-21 khoảng đó. 26 kìa. Nó cũng, với mức setting này thì mình thấy cũng không được ổn lắm nha. Cũng có thể là do mạng nữa. Nói chung là đây là một cái trải nghiệm thực sự không tốt tí nào cả. Đánh với cái tình trạng mạng lắc này thật sự rất là khó chịu luôn. Bởi vì nó cứ đánh nó cứ chậm nhịp, đi cà giật cà giật cà giật. Thôi, thôi thì bây giờ mình sẽ ráng đánh hết cái ván game này. Thực sự là chả muốn đánh tí nào cả luôn á. Ở đây á, thì mình không dìm nha, có sao thì mình nói như vậy thôi.
Trời ơi trời. Đánh vậy đánh cái gì anh đó 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 trời trời ơi. Và rồi, vậy là ván game đã xong rồi nha. Nói chung là một ván game rất là thảm hại. Và ván game khoảng 25 phút nha. Tụt có 6% thôi. Nói chung là chiếc điện thoại này pin rất là trâu bò rồi. Pin 4.500. Kèm theo đó nữa là một cái màn hình chỉ có HD thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đến với tựa game tiếp theo nha. Đó là Free Fire nè. Ở tựa game này thì chắc mình sẽ test nhanh thôi. Mình sẽ test một đoạn ngắn thôi. Rồi mình out ra nha. Chứ mà mình test hết thì video rất là dài và rất là tốn thời gian. Mình đã vào được game rồi. Bây giờ mình sẽ mở phần setting cho mọi người xem nha. Thì phần setting ở đây á, mình bật là cao nha. Độ sáng mình bật là cơ bản nè. Và FPS á, thì mình bật là cao luôn. Bởi vì tựa game này thì cũng khá là nhẹ mà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Đơ và lắc. Đó. Nói chung là nó sẽ hơi lắc nha. Như cái lúc mà mới hiện máy bay á. Bây giờ mình sẽ nhảy nha. Đó, cắm đầu xuống dưới nè. Rồi, đã nhảy xuống được rồi. Đâu đâu đâu. Mình mới vừa lụm đầy đủ súng rồi. Mình mới giết được hai người nè. Nói chung là mình cảm thấy là chơi được nha. Nó thực sự không được mượt. Không được mượt như mình nghĩ. Ở đây mình đang là bắn bot. Mình nghĩ rằng nếu như bắn người thì mạng nó cũng sẽ lắc như từ game Liên Quân nha. Còn ở đây chỉ là bắn bot thôi. Cho nên cái mạng của nó không phải là vấn đề. Trời, nghe tiếng súng bắn sùm. Chả biết nó đang ở đâu. À thấy rồi. Ôi. Đông vậy, đông vậy. Thôi, mình sẽ tạm ngưng ở đây nha. Mình sẽ đến với tựa game cuối cùng luôn. Đó, mình vừa nãy mình quên thoát rồi. Đây mình sẽ thoát hết nha. Và tựa game cuối cùng nè, đó chính là Bức Di. Thôi, mình có một tí chuyện bận. Và đây là cái phần cài đặt nè. Đồ họa ở đây mình có thể chỉnh lên là cân bằng nha. Không cho mình chỉnh hơn nữa. Và khi mình chỉnh đồ họa xuống mượt á, tốc độ khung hình FPS kỳ đó. Chỉnh xuống mượt á, nó hiển thị tốc độ khung hình là cao nha. Nhưng mà mình cũng không chọn được luôn. Ở đây á, thì đồ họa mình chỉnh là mượt thôi nha. Rồi, và mình sẽ bắt đầu luôn. Mới vừa tắt micro, tắt loa đồ này kia. Ở toàn Việt Nam không. Và đây là trên máy bay nè. Nhìn chung là với cái mức mà đồ họa thấp nhất á, thì chơi khá là ok. Cái bước nhảy dù này nó hơi lắc nha. Đó các bạn thấy nè. Nó giật 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 nè. Đó rất là giật luôn.
Trời ơi, bung vô. Để mình tắt đi. Và chỗ nó lắc đó. Các bạn đã thấy rồi. Với mức độ hòa thấp nhất thì nó cũng lắc nha. Ui kì vậy. What the hell? Cái gì vậy? Ủa, khi nãy mình bị gì ta? Ủa, các bạn nào biết giải thích giùm mình nha. Thật sự là mình không có chơi game này. Tự nhiên khi nãy nó bị gì mình không điều khiển được mà nó bò đi đâu á. Không biết khi nãy có phải là do mạng mình lắc không ta? Nghi nghi. Ôi. Mới ở tựa game mà Free Fire qua thì những cái phím bấm thì còn hơi bấm lộn. Wow, wow, lắc kìa. Đó, thì ở cái bước mà trên xe này các bạn xem nè, cái khung hình nó thay đổi liên tục á thì mình đã thấy được một vài cái giật lắc rồi nha. Phải. Phải rồi. Chết cả lũ luôn. Thật không hiểu được. Chết cả lũ luôn. Thôi nhờ vậy mà thì dán game mình cũng nhanh hơn. Rồi bây giờ mình thoát ra nha. Rồi vậy là mình đã vừa hoàn thành xong 3 tựa game. Đó là Liên Quân, Free Fire và PUBG rồi. Nói chung là chiến thoại này nó sự rằng chơi game không được tốt lắm. Cả về mạng nè, cả về độ mượt luôn. Nếu như mà mình so sánh ngang qua với lại chiếc Redmi 7A thì thật sự chiếc Redmi 7A chơi mượt hơn rất là nhiều luôn. Mình nghĩ rằng á, cái này một phần là do VinMax tối ưu không tốt, kèm theo đó nữa là do mạng lắc nữa. Thì cái mạng này mình cũng đã test ở đầu video rồi nha. Nếu như bạn nào mà có tua qua thì có thể xem lại đầu video. Thì lúc đầu mình tự đưa ra nếu như mình mua giữa chiếc VinMax Zoe 2 cộng với lại chiếc mà Redmi 7A, mình sẽ nghiêng về chiếc Zoe 2 cộng này hơn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, nếu như mà mua để chơi game á, thì mình khuyên thật rằng hãy mua chiếc Redmi 7A nha. Thì ở đây á, mình cũng đã có kiểm tra rồi, thì nó không có bản cập nhật nha. Đó, bản cập nhật vá lỗi vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 nè. Đó là bản cuối cùng rồi. Bây giờ không có bản cập nhật mới. Mình cũng chưa biết được đây là do phần mềm hay là do phần cứng. Nếu như do phần cứng thì bó tay rồi. Và rồi, mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Thế nha, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.